Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong một cuộc vận động tranh cử ở Virginia, phát biểu trước đám đông người ủng hộ, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết các quốc gia đối đầu với Mỹ hiện nay như Nga, Trung Quốc và Triều Tiên không tôn trọng Tổng thống Mỹ hiện tại là ông Joe Biden. Ông Trump cũng nhắc lại rằng ông có thể giải quyết cuộc chiến giữa Ukraine và Nga sau chiến thắng bầu cử. Đồng thời ông sẽ làm như vậy trước khi vào Nhà Trắng. Tuy nhiên như mọi lần, ông Trump không giải thích ông sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine bằng cách nào. Tuy nhiên, trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với đối thủ Đảng Dân Chủ Joe Biden tối 27 tháng 6, ông Trump đã bác bỏ các điều kiện của Tổng thống Putin để đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa nhấn mạnh các điều kiện do ông Putin đưa ra là không thể chấp nhận được. Ông Trump tuyên bố, chúng ta có đối thủ bên ngoài là Nga, Triều Tiên, Trung Quốc, nhưng họ không thực sự là đối thủ nếu bạn có một tổng thống thông minh. Điều đáng chú ý là các cố vấn của ông Trump mới đây đã trình bày với ông kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraine. Kế hoạch này đã vạch ra rằng ông Trump có thể cắt viện trợ quân sự cho Ukraine nếu nước này từ chối đàm phán hòa bình với Nga. Trong khi Washington sẽ cảnh báo Moscow rằng việc từ chối đàm phán sẽ khiến Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và các quốc gia đồng minh. Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 hôm 27 tháng 6. Cuộc tranh luận diễn ra sớm hơn so với thường lệ, khi cả hai ứng cử viên đều chưa chính thức nhận được đề cử. Những người ủng hộ ông Biden đã hy vọng cuộc tranh luận sẽ xóa tan lo ngại về vấn đề tuổi tác của ông. Nhưng một số nhà lập pháp và nhà phân tích cho rằng sự kiện này thực tế đã tiếp thêm động lực cho cựu Tổng thống Donald Trump. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, nhà ngoại giao Nhật Bản đã nghỉ hưu và đang là giám đốc Viện Nghiên cứu Toàn cầu, nhận định rằng ông Trump không thắng nhưng ông Biden có thể đã mất điểm. Không giống như 8 năm trước, chúng tôi cũng như các đồng minh châu Âu và châu Á khác đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Tuy nhiên ông Trump là người khó đoán đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, hai trong số những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á, với quan hệ chính quyền của ông Trump đôi khi trở nên căng thẳng do vấn đề thương mại và cũng do ông yêu cầu các nước này chi trả nhiều tiền hơn để được Mỹ hỗ trợ an ninh. Ông Trump cũng từng tiến hành cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc và tuyên bố sẽ áp mức thuế 60% trở lên đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc nếu tái đắc cử vào cuối năm nay. Với châu Âu, chính quyền của ông Trump liên tục chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và yêu cầu các quốc gia thành viên đóng góp nhiều hơn. Nhà nghiên cứu Peter Lee tại Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul cho rằng cuộc tranh luận đã mang lại cảm giác rõ ràng hơn nhiều về kịch bản ông Trump có thể trở lại Nhà Trắng. Theo ông, cựu Tổng thống Trump sẽ rất cứng rắn nếu trở lại Nhà Trắng, gây thêm áp lực lên các đồng minh của Mỹ trong vấn đề chi tiêu quốc phòng. Các công ty phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ cũng sẽ cảnh giác vì chính quyền của cựu Tổng thống Trump trước đây thực hiện vô số các chính sách về thuế. Trong cuộc tranh luận, ông Trump cáo buộc ông Biden không chống lại Trung Quốc về thương mại và cho rằng ông Biden đang đẩy nước Mỹ vào thế chiến thứ ba. Trong khi đó, ông Biden cho rằng những đề xuất thuế quan của ông Trump sẽ làm tăng chi phí mà người tiêu dùng Mỹ sẽ phải gánh chịu. Một số ý kiến cho rằng Đảng Dân Chủ nên tìm một ứng cử viên khác thay thế ông Biden. Tuy nhiên, ông Biden và đội ngũ của mình đã bác bỏ kêu gọi này. Chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố sẽ không rút khỏi đường đua và sẽ đánh bại ông Trump. Nhiều người kỳ vọng cuộc tranh cử hôm 27 tháng 6 là cơ hội để ông Biden trấn an tinh thần cử tri để lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ lại xuất hiện trên sân khấu với giọng nói có vẻ khàn, ngập ngừng nhiều lần và hắng giọng, và có lúc nói nhầm ngay từ những phút đầu của cuộc tranh luận. Màn thể hiện của Tổng thống Biden đã khiến một số đảng viên Dân Chủ thất vọng. Họ thậm chí còn kêu gọi ông nhường lại vị trí ứng cử viên cho người trẻ hơn. Ông chủ Nhà Trắng cũng thừa nhận đã thể hiện không tốt như mong đợi. Ngày 28 tháng 6, một ngày sau cuộc tranh luận, ông Biden phát biểu tại bang Bắc Carolina. Tôi không còn là một thanh niên trẻ, không nhanh nhẹn, nói năng lưu loát, tranh luận giỏi như xưa, nhưng tôi biết cách nêu sự thật, phân biệt tốt xấu và đảm nhiệm công việc này. Tôi biết hàng triệu người dân Mỹ hiểu khi vấp ngã bạn sẽ đứng dậy. Khi được hỏi liệu ông Biden có rút khỏi cuộc đua hay không, phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử của ông Biden đã trả lời là không. Tuy nhiên, khảo sát do Morning Consult, một trong những đơn vị thăm dò dư luận hàng đầu của Mỹ cho thấy, 60% cử tri được hỏi cho rằng Đảng Dân Chủ chắc chắn hoặc có thể thay thế tư cách ứng cử viên của Tổng thống Biden. Nhà bình luận chính trị Đảng Dân Chủ của CNN, Van Zon, nói rằng Tổng thống Biden đã có cơ hội để khôi phục niềm tin, nhưng ông không làm được. Ông Zon nói, chúng ta vẫn còn cách Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ khá xa. Giờ là lúc Đảng Dân Chủ tìm hướng đi khác nếu ông Biden chấp nhận để chúng ta làm như vậy. Chủ tịch Đảng Dân Chủ Drama Harrison có thể triệu tập một phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ lựa chọn ứng cử viên mới.
Đảng Dân Chủ từng làm như vậy sau đại hội năm 1972 khi quyết định thay ứng cử viên phó tổng thống Thomas E. Newton do lo ngại sức khỏe của ông. Ông Kamak lưu ý việc hối thúc tổng thống Biden rời cuộc đua là khả thi, nhưng do thiếu một ứng cử viên đủ sức thay thế, kịch bản này khó có thể thực hiện. Phó tổng thống Kamala Harris có thể là lựa chọn để tiếp tục nỗ lực của tổng thống Biden nếu Đảng Dân Chủ muốn thay thế ứng cử viên. Nhưng trong kịch bản này, bà Harris sẽ không tự động tiếp nhận đề cử từ ông Biden mà phải được đa số đại biểu dự đại hội của đảng ủng hộ. Ngày 30 tháng 6, các nghị sĩ hàng đầu của Đảng Dân Chủ đã bác bỏ khả năng thay thế ông Joe Biden là ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới. Trả lời phỏng vấn đài NBC, Thượng nghị sĩ Raphael Warnock, một thành viên kỳ cựu của Đảng Dân Chủ, đã bác bỏ khả năng đảng này thay thế ông Biden. Ông cũng nhấn mạnh sự ủng hộ với Tổng thống đương nhiệm của Mỹ, đồng thời khẳng định ưu tiên của Đảng Dân Chủ là giúp Tổng thống Biden có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Một thành viên khác của Đảng Dân Chủ là ông Jim Clyburn cũng cho rằng ông Biden cần tiếp tục ra tranh cử và cho thấy năng lực lãnh đạo đất nước. Mới đây, sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Biden với ông Donald Trump, đã có nhiều ý kiến kêu gọi Đảng Dân Chủ thay thế ông Biden bằng một ứng cử viên khác trẻ hơn. Tuy nhiên, các lãnh đạo đảng này đã kiên quyết bác bỏ những lời kêu gọi đó. Giữa tin đồn bị Đảng Dân Chủ tìm người thay thế, ông Biden lên tiếng. Truyền thông Mỹ đang viết nhiều về khả năng Đảng Dân Chủ tìm người thay thế ông Joe Biden sau màn tranh luận thảm họa trước đối thủ Donald Trump. Trong 90 phút của tranh luận tổng thống đầu tiên với ông Trump ở thành phố Atlanta, bang Georgia, ông Biden đã để lộ điểm yếu lớn nhất của ông về vấn đề tuổi tác. Sự kiện ở Atlanta vốn được xem là cơ hội vàng để ông Biden đảo ngược tình thế khi ông đang bị ông Trump dẫn trước ở cuộc thăm dò. Nhưng kết quả là ngược lại hoàn toàn, và truyền thông Mỹ đang viết nhiều về kịch bản khó có thể xảy ra, song lại rất nghiêm túc. Đó là liệu việc Đảng Dân Chủ có tìm người thay thế ông Biden hay không? Nhìn chung, Đảng Dân Chủ rất khó để cử một ứng cử viên tổng thống khác theo ông Biden. Trong lịch sử hiện đại, một chính đảng tại Mỹ chưa bao giờ tìm cách thay thế ứng cử viên của mình đề cử vì hiểu rõ gần như chắc chắn sẽ thất bại. Ông Biden tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc bầu cử năm nay, khẳng định đặt mục tiêu đánh bại ông Trump tại cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Thừa nhận mình không như một người trẻ trung, không đi lại dễ dàng hay ăn nói mượt mà như trước đây, không tranh luận tốt như trước đây. Ông xác định sẽ không bỏ cuộc.